Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ nấu một món vịt nấu chao miền Tây với các bạn. Bây giờ hôm nay mình sẽ đi chợ mình lựa một con vịt thật là ngon nha các bạn. Thì mình sẽ đi mua vịt nha các bạn. Rồi mình sẽ thò cho nó cháy lông con nè các bạn. Thò cho nó lấy lông con cho nó vàng đều thôi. Thò chuyên nghiệp á các bạn. Thò cho nó cháy nha. Bên kho ngay chợ luôn các bạn, kho ngay chợ ngay Mỹ luôn á. Rồi thôi, các bạn thấy vàng chưa? Các bạn thấy vàng chưa? Đi mua vịt xong rồi mà nãy mình ở trong chợ đó mình khò đông quá mình không có nói chuyện được nên mình chỉ là quay trong lúc mình khò xong mình lựa con vịt đừng có mập quá các bạn, con vịt mập quá là nó mỡ, mình lựa con vịt hơi ốm mà có thịt rồi mình khò cho mấy cái mỡ thừa nó sẽ chảy hết nên da nó săn nó vàng vậy mà. Bây giờ mình chặt ra rồi mình ướp nha các bạn. Vịt mình đã rửa sạch xong rồi mình chặt ra các bạn. Mình chặt xong bây giờ mình ướp nha. Ướp này cũng là mấy cái món có cái nguyên liệu mình nấu các bạn. Như chao vậy. Đây là chị vịt nấu chao theo kiểu miền Tây các bạn. Như anh em mình giao lưu miền Tây, miền Nam, miền Bắc gì mình cũng là anh em hết, mình giao lưu với anh em học hỏi nhau thôi các bạn. Đây là mình chỉ là cái cách nó nấu vịt nó chao ở bên miền Tây của mình. Nó chao. Chao mình lấy thịt thôi nha các bạn. Nước một chút nữa mình chắc ra rồi mình làm nước chấm các bạn. Chao rất ngon, rất là thơm. Chao này ngon các bạn. Đó mình bỏ nửa hũ các bạn. Nửa hũ chao rồi. Nhớ là các bạn lấy thịt không nha. Lấy cái nha. Còn đây là tỏi với ớt mình giã ra. Cho nó ra cái nước từ trái ớt với tỏi các bạn. Nếu mình bầm là nó không ngon. Bầm là nó chỉ là khi mình nướng hoặc là xào với mình bầm, còn như mình ướp mấy cái vịt nấu hộp gì đó là mình phải giã tỏi ớt. Mình giã tỏi ớt cho nhuyễn xong rồi mình bỏ vào ướp nó cay với ớt thì có chất cay với tỏi nó thơm mà. Đây là gia vị đường muối ngọt chao mặn rồi các bạn nên mình chỉ dặn một tí muối thôi, nếu mình lỡ tay mình để muối nhiều là nó rất là mặn nha nên mình bỏ một tí muối thôi đó, mình đổ vào
bỏ vào mình chọn chọn cho đều, mình đánh cao cho đều nhuyễn. Cho những thấm vào thịt các bạn thấy không, rất là ngon. Cho giả ra mình thấm thịt để khoảng 15 phút thấm gia vị rồi các bạn sẽ bỏ lên nấu. Đây là môn ạ. Môn mình nếu mình ướp vô vào luôn á thì mình nấu là khi dịch chín á, là môn sẽ mềm hay gạt á, nên tới khi mà thịt vịt nó mềm rồi khoảng cỡ 15 phút hay là 10 phút kia đó mình là mình bưng xuống mình thưởng thức các bạn, mới mình bỏ môn vào nha. Tại môn này rất là mau chín. À, bây giờ mình ướp gì thôi. Bây giờ mình ướp khoảng 20 phút các bạn. Bây giờ tới mình sẽ nấu các bạn. Mình bắt nồi lên để cho nồi sống, nồi nóng mới mình bỏ dầu vào các bạn. Rồi nóng mình bỏ dầu vô là nó sôi liền. Cái bếp ga mình làm như nó bị nghiêng rồi nó cặp, để mình chêm cho nó ngay cái. Rồi chêm thẳng nha. Mình là tỏi dầu tắm mình bỏ tỏi vào các bạn. Tỏi vào mình bỏ thịt vào. Thơm các bạn ơi, quá thơm. Nếu mình xào cho nó săn lên, hoặc săn thấm gia vị xong rồi mình sẽ đổ nước dừa vô vào nha các bạn. Giờ mình xào vừa săn các bạn, đang mình có săn rồi rất ngon rồi. Thấm gia vị đều đúng không? Thịt đã săn đã thấm gia vị rồi, rồi mình bỏ nước dừa vào các bạn, mình đổ nước dừa vào. Đó, cái dừa đây mà. Nãy mới đi mua nãy trái 12 ngàn đó, ở đây Bình Dương đó thôi. Đó, mình đổ vô cái chỗ mà cái thau gia vị mình ướp nó còn dính mấy cái gia vị cao rồi các bạn. Mình lấy cái thau này dặn chán thau cho sạch, vừa sạch thau mình vừa hết gia vị luôn nha. Gia vị này nó lâu phút này rất là ra. Đổ nước dừa vào nè.
thấy không? Mà có sợi bon thôi à. Khi mình đậy nắp lại khoảng 12 phút kia đó, mình thấy mình thử cái thịt vịt nó chín là mình sẽ mở nắp ra, mình đổ khoai môn vào. Rồi khoảng cả 5 phút sau, 10 phút khoai môn mềm bắt đầu anh em mình sẽ có một món vịt nấu chao theo kiểu miền Tây nha các bạn. Mình đẩy lên khoảng mình mở ra thịt vịt mì nữa. Ồ, quá ngon, quá ngon, quá thơm các bạn. Bây giờ mình đẩy thịt vịt mềm xong, thịt vịt chín rồi các bạn. Bây giờ mình đổ muôn vào rồi. Ồ, dặn quá các bạn ơi. Đó, mình đổ muôn vào, mình đẩy nắp lại khoảng 10 hay là 15 phút cho miệng là vừa môn vừa mềm là mình thưởng thức. Nếu mình đẩy chung từ đầu tới cuối là nó gã hết, nó không còn ăn được. Bây giờ mình nấu nãy giờ, bây giờ nó chín các bạn. Nhưng mà có thằng em bên Nghệ An á, thì nó qua đây chơi rồi mình giao lưu với nhau á, nó hay lắm, vừa chín giờ nó lại tới luôn. Bây giờ mình thử chào bà con, mình thử coi mình nấu ăn coi ngon không nha. Mình mở ra thôi. Ồ, quá thơm các bạn ơi. Ta mình múc cho thằng em mình thưởng thức dựng nấu chao kiểu miền Tây nhé các bạn. Coi thằng em. Ủa các bạn thấy không? Lần đầu tiên thưởng thức này. Ủa đây môn này môn mềm nha. Khi mình đẩy vô là nó dính dán các bạn. Ủa. Đây là chao nha. Chao là này mình bỏ đường với bột ngọt các bạn. Chứ mình giả nó ra rồi xong mình nặng một miếng chanh á. Có chua với ngọt nó ngon. Ủa, ăn được luôn. Rồi, các bạn thưởng thức cùng tôi nha. Ngon. 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 Đó. Ngon lắm các bạn ơi. Ngon. Đó, bây giờ nếu mà các bạn cảm thấy món này ngon thì các bạn nhớ share và subscribe cho mình nhé. Nhớ đăng ký kênh của mình là Khmer 83 Vlog nha các bạn. Xin chúc các bạn được nhiều sức khỏe nha các bạn. Xin chào các bạn. Chào các bạn. Chào các bạn. Rồi em thưởng thức thôi.